Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay đây bên mình có về được một ít mẫu sản phẩm muốn review nên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Nếu mà các bạn nào mà cảm thấy hợp và có thể là ủng hộ được bên Việt Thắng thì có thể là mua các sản phẩm bên ủng hộ giúp bên mình nhé. Còn không thì hãy cho bên mình một lượt like hoặc là một lượt đăng ký kênh để cho bên mình bằng anh bằng em nhé. Bên mình thì cũng như bao kênh khác thôi, mua bán online thì chắc chắn là sẽ phải ship code, và ship code thì trước khi gửi thì các bạn cứ cọc cho bên mình. Tức là các bạn xem video này, ưng máy nào này thì gọi cho mình, rồi theo cái số hotline mình để dưới phần mô tả đấy. Thứ hai đó là sau khi chốt thì các bạn cọc giúp bên mình một chiếc máy, cọc cho bên mình 100, 200 nghìn cho đến 500 nghìn tùy theo sản phẩm. Sau đó bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho tất cả các bạn, và các bạn kiểm tra hàng ưng ý, đồng ý là máy ngon hoặc là nói chung là ưng ý sản phẩm thì các bạn lúc đấy mới thanh toán, và cái tiền cọc được trừ vào cái tiền mua máy các bạn nhé. Đó thì đây bên mình sẽ vào view luôn cho các bạn cùng tham khảo. Thì đầu tiên sẽ là một chiếc máy, đó là một chiếc iPhone XS Max. Đây là một chiếc iPhone XS Max bản 64GB, hàng quốc tế, zin đẹp lung linh nhá. Đó, đây là một chiếc hàng zin đẹp tầm 98-99% các bạn nhé. Cam kết với các bạn không phải là hàng nội cộ, và cũng là một chiếc máy chưa ra màn các bạn nhé. Chưa ra màn tức là chưa tháo, chưa mở gì luôn. Con này thì vẫn còn nguyên áp suất, nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao thả nước các bạn nhé. Đó, nguyên áp suất, pin 90%, bản 64GB. Đó, hàng quốc tế bản Mỹ các bạn nhé. Ngoại hình của con này thì nó đẹp tầm 98-99% rồi. Màn hình đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Và XS Max thì là một trong số những chiếc máy mà giữ giá nhất trong cái dòng của Táo Cắn Giờ. Thực sự luôn, XS Max đúng là từ phải đến cách đây là đến một năm rồi, giá của nó vẫn loanh quanh từ 11 đến 12 triệu các bạn nhé. Đó, nó không hề giảm và cũng có khi thậm chí là còn tăng lên cơ. Và từ giờ đến Tết thì khả năng là mình cũng chưa rõ được. Đấy, con máy này thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 11.400.000 các bạn nhé. 11.400.000, hàng zin nguyên bản, hàng đẹp lung linh các bạn nhé. Đấy, tiếp theo vào cây số 2 sẽ là một chiếc Samsung Galaxy S9. Là một chiếc Samsung Galaxy S9 bản Nhật. Con này nó chạy con chip Snapdragon 845. Đấy, con RAM của nó là 4GB, bộ nhớ của nó là 64GB, tương đối là khỏe để cho các bạn chơi game giải trí hoặc là làm các cái vlog các bạn nhé. Thì bọn này thì nó chỉ chạy một sim thôi. Và con email con này là rất là đẹp nhá, 9388 này. Đấy, và con này thì màn hình của nó thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, màn rất là đẹp, nhưng mà nó lại có một cái vết vết gọi là bầm màn các bạn nhé. Đấy, nó bé như là cái đầu kim các bạn nhé. Đấy, nó dài dài ra một tí thôi. Đấy, còn lại rất là bé. RAM 4, bộ nhớ 64, hỗ trợ con chip 845 thì quả thực là bây giờ chơi các con game nó vẫn rất là mượt các bạn nhé. Đấy, pin thì cực kỳ bền, pin bền, máy mát và mượt. Samsung Galaxy S9 nhỏ, đầy đủ tất cả các chức năng các bạn nhé. Bên mình đang bán các bạn giá của nó là 2.700.000 các bạn nhé. 2.700.000, tặng các bạn ốp lưng, cáp sạc và tai nghe các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho tất cả các dòng sản phẩm của bên mình. Đó, tiếp theo sẽ là một chiếc 6S bản quốc tế, máy màu hồng. Ngoại hình của nó đây có phe phẩy một chút nhé. Đấy, phe phẩy một chút này. Đấy, phe phẩy một chút thôi. Đấy, mặt trước thì tương đối đẹp. Đây, trước sát này một chút thôi. Nói chung là đẹp tầm khoảng 95%, 95-97%. Con này là bản quốc tế mã Nhật các bạn nhé, đang chạy US 14.1, và là bản 64GB, đầy đủ tất cả chức năng các bạn nhé. Đầy đủ chức năng. Đó, pin con này là 84% các bạn nhé. Các bạn có thể dùng hoặc có thể thay nhé. Đó, con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 2.200.000 các bạn nhé. Con máy này bên mình sẽ bán cho các bạn giá là 2.200.000. Đấy, tặng các bạn cáp sạc, rồi cũng như là ốp lưng, kính cường lực các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng, nữa 1 đổi 1 cho tất cả các bạn. Đấy, đầy đủ chức năng.
mình vẫn luôn luôn cảm giác của dòng quả táo cắn dở này cực kỳ là lâu lỗi mốt. Đến bây giờ những chiếc máy này mình cảm thấy nó vẫn đang rất đẹp các bạn nhé, nó không hề bị lỗi mốt và dùng vẫn rất là mượt. Ok, cây đầu tiên, cây số 1 bên mình bán cho bạn giá là 2.200.000 nhé, bản 64GB. Cây số 1 2.200.000. Tiếp theo cây số 2 là một cây máy màu xám lông chuột, màu rất là đẹp nhé. Đây ngoại hình đây cũng xước phe phẩy một chút này. Đấy, xước phe phẩy một chút này. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ nhé. Đây, cũng là bản 64GB, cũng là GIA. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ. Nói chung tất cả chức năng đều ok, bản quốc tế. Màu đen, à đây xem pin của nó. Pin của nó là 94% các bạn nhé. Con này pin 94% này, không phải thay này. Thì con này bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 2.300.000 các bạn nhé. Bán cho bạn giá 2.300.000. Cái số 2, bản 64GB, 2.300.000. Tiếp theo sẽ là một chiếc iPhone X. Một chiếc iPhone X bản 64GB, hàng quốc tế. Ngoại hình của nó thì có xước phe phẩy một chút nhé. Đây có thể gọi là xước phe phẩy. Tất cả đây đều là bị xước do dùng ốp nhé. Đấy, chứ không có một vết nào là rơi rớt cấn mót gì đâu. Đây, đây là các vết xước này. Đấy, xước này. Đấy. Màn zin nhé, nguyên bản nhé. Con này là pin, là pin bên mình đã thay EU rồi các bạn nhé. Pin thay pin EU rồi. Bản 64GB, quốc tế Mỹ. Nhé, đầy đủ chức năng, vân tay nhận diện khuôn mặt. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 6.800.000 nhé. Bán cho bạn giá 6.800.000, tặng ốp lưng, kính cường lực và cáp sạc các bạn nhé, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Đó, cái giá như này thì các bạn cân nhắc một chút về 8 Plus và iPhone X nhé. Mình nghĩ là hai dòng này giá tương đương nhau, nhưng mình thì mình vẫn thiên về iPhone X hơn vì ngoại hình của nó tương đối đẹp, tương đối bắt mắt. Từ iPhone X đổ lên là bắt đầu cam dọc hai mắt rồi, rất là nhìn nó rất là thời trang nhé. 6.800.000 các bạn nhé. Về các bạn sử dụng tẹt ga trong vòng 2.5-3 năm thì mới cần quan tâm đến việc thay pin. Tiếp theo sẽ là một chiếc iPhone 7 lock. Đây sẽ là một chiếc iPhone 7 lock. Bản nóc này thì của nó là 32GB mạng Mỹ các bạn nhé. Đấy, đã fix lên quốc tế rồi. Các bạn nắp SIM vào dùng như máy quốc tế bình thường, kiểm tra sao 101 thăng rồi gọi 900 rồi làm bất kể các điều gì máy quốc tế làm được thì con máy lock này cũng đều làm được. Và đương nhiên rồi, giá máy lock thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn hàng quốc tế rồi. Đấy, ví dụ quốc tế đang bán tầm khoảng 3 triệu thì cái con máy này pin 86% thì bên mình bán cho bạn giá cũng chỉ có là 2.300.000 thôi. Đấy, rẻ hơn 700.000. Đó. Đây, ngoại hình này. Zin đẹp các bạn nhá. Thi thoảng gọi là xước phe phẩy lông mèo, gọi là chấm 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 chấm, gọi là mũi đốt tí thôi. Đấy, nhưng mà tương đối đẹp nhá. Lại màu máy này màu đen sần các bạn nhé, đen nhám, đen sần này, rất đẹp. Về các bạn không phải lắp sim ghép gì đâu, các bạn cứ lắp sim vào là ăn ngay luôn các bạn nhé. Bên mình đang bán cho các bạn con máy này giá là 2.300.000. Đấy. Ngoài ra các dòng iPhone, ở đây iPhone bên mình vẫn còn, đây mình sẽ view iPhone cho các bạn nhé. Đây, đây là một chiếc 8 Plus bản 64GB. Hàng này có thể là một chiếc hàng zin keng, dễ tính thì là zin keng, còn khó tính thì nó sẽ là hàng 99. Đấy, bản quốc tế Mỹ, pin của nó là 95%. Đây là cực một chiếc hàng gọi là siêu lướt các bạn nhé, một chiếc hàng siêu lướt này. Ngoại hình của nó này, đây các bạn, đấy các bạn nhìn này, rất là đẹp các bạn nhé, 99 cho đến cận keng. Con máy này thì bên mình màn đây không xước nữa, đấy, rất đẹp. Bên mình bán cho bạn với giá của nó là 7.200.000 các bạn nhé. 7.200.000 cho một con máy chất này. Đấy. 7.200.000.
Tiếp theo là một chiếc iPhone 6 thường. Đây là một chiếc iPhone 6 thường bản 64GB, ngoại hình là xước cấn tương đối nhiều các bạn nhé, xước cấn tương đối nhiều đấy, ngoại hình này lưng của nó thì tương đối đẹp các bạn nhé, lưng tương đối đẹp nhưng mà cạnh sườn của nó tương đối nhiều. Mặt trước đây đấy, mặt trước thì các bạn nhìn này, các bạn đã được biết là máy như thế nào các bạn nhé. Nó là một chiếc hàng đầy đủ chức năng nhưng mà không có vân tay. Phím home này là nó bị đứt nên là bên mình đã thay cho các bạn sang cái phím màu trắng đấy, nhìn rất là nổi nhá. Con này thì bản 64GB hàng quốc tế Zia này, đang chạy USB 12.5.5 này đấy. Con này pin của nó này, pin của nó là 91% các bạn nhé, pin 91%, màn đẹp không ám ố đấy, màn đẹp không ám ố, pin 91%. Nói chung là ngoài vân tay ra thì tất cả các chức năng khác đều dùng ok các bạn nhé. Đấy, thì cây máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 1.400.000 các bạn nhé, 1.400.000. Đấy, rất đẹp, rất chuẩn, 1.400.000, iPhone 6 thường 64GB. Đấy, lắp sim nghe gọi bình thường, nói chung tất cả chức năng bình thường. Đấy, tặng các bạn cường lực, ốp lưng, cáp sạc. Đấy, các bạn mua những chiếc máy này về thì màn hình của nó vẫn là 4.7 inch, cũng tương đối to. Nói chung là giá như thế là rất là rẻ, mua về nghe gọi giải trí rất là ok. Bên mình đang bán là 1.400.000. Đây, trên này còn một chiếc máy bypass. Đây, một chiếc iPhone 6 thường bypass. Con này thì không nghe gọi được, chỉ gọi bằng video hoặc là gọi bằng Zalo hoặc là gọi bằng Messenger. Đấy, con này thì đầy đủ chức năng, bản 64GB, pin của nó đây là 97%. Con này thì chắc chắn là đã thay pin rồi. Đấy, con này là đây, Zia 64GB. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ này. Đấy, đây là máy bypass của iPhone 6 thường. Đấy, con này thì đây, các bạn vẫn có thể gọi là Facebook, YouTube, Messenger rồi tất cả các thứ video giải trí, nhưng mà có một cái đó là các bạn không nắp được sim vào, lắp sim vào và không nghe gọi được các bạn nhé. Đấy, bên mình sẽ bán cho bạn con máy này với giá của nó là 1.000.000 các bạn nhé, bán cho bạn giá 1.000.000. Con này ngoại hình xước sát này. Đấy, xước sát bản 64GB. Đấy, bạn nào muốn lấy máy này về quay vlog ở đây thì mình thử nói đến quay vlog thì mình thử camera của nó nhé. Đây các bạn, hình ảnh vẫn rất là chân thật nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, iPhone 6 này. Đấy, các bạn nhìn ở ngoài, bởi vì cái con này là mình đang đặt cái tâm điểm của con 11 Pro Max vào con iPhone 6 này, cho nên hình ảnh của nó sẽ nét hơn, thay vì các bạn nhìn ở trong này vẫn, mình cảm giác nó vẫn nét hơn là ở ngoài này, bởi vì ở ngoài này nó không phải là cái vùng gọi là lấy led của iPhone 11 Pro Max nhé. Đấy, bản 64GB, nói chung con này các bạn về làm vlog là gì gì đấy đều ok nhé, 1.000.000 thôi các bạn nha, vân tay vẫn còn đầy đủ. Ngoài ra thì các bạn nào nếu mà không quan tâm vấn đề về giá cả mà chỉ quan tâm vấn đề chất lượng và muốn một cái gì đấy nó an tâm hơn thì các bạn có thể chọn những chiếc máy đây. Đây là những chiếc hàng đã được qua kiểm định ở các nhà mạng, các store lớn của các nước lớn các bạn nhé. Đấy, ví dụ như một chiếc XS Max này, hoặc là những chiếc iPhone X này, đấy, XS này, iPhone 8 này. Đấy, thì tất cả những chiếc này đều là những chiếc máy mà còn nguyên hộp của nó, vẫn là hộp đi theo máy, và có những con là còn đầy đủ phụ kiện, ví dụ như là cáp sạc tai nghe, có những cái còn chưa dùng luôn. Đó, thì đây bên mình đang có hàng X thường, XS, XS Max và iPhone 8 các bạn nhé. Đấy, thế, chán nghe dòng iPhone rồi thì chúng ta có thể sang cái dòng Android tiếp theo. Hôm nay bên mình có một chiếc Oppo. Đây, một chiếc Oppo A1K. Đây, một chiếc Oppo A1K các bạn nhé. Đấy, con này là mình mới thâu lại được của khách. A1K, RAM của nó 2GB, bộ nhớ của nó là 32GB. Đấy, tương đối là bình thường, nó không được khỏe. Cho nên là những con máy này thì phù hợp với cả những ai làm máy phụ, hoặc là con trẻ học Zalo, học Zoom, hoặc là những ai mà những người lớn tuổi có thể là gọi Zalo, gọi video hoặc là lướt web hoặc là giải trí nhẹ nhàng thôi.
Còn nếu mà các bạn thanh niên mà muốn 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 kiểu như là cấu hình cao để chơi game thì đây nó sẽ không phải là lựa chọn của các bạn. Nó chỉ có RAM 2GB thôi. Và camera của nó đây. Đấy, camera đây. Các bạn thấy chưa? Nó vẫn rất là LED nhá. Đấy. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 1.200.000. Oppo A1K 1.200.000, hàng công ty. Đấy, 1.200.000 thôi các bạn nhé, rất là rẻ rồi. Hai sim, hai sóng online. Tiếp theo là một con Nokia. Nokia là không biết Nokia gì luôn. Không biết đây là Nokia gì luôn. Nokia 2.1 các bạn nhé. Hai sim, hai sóng. Các bạn tìm hiểu ở trên web giúp mình nhé, xem là cấu hình của nó như thế nào. Đấy, con này thì mình thấy màn của nó rất là sáng, ngoại hình của nó có thể nào một con máy rất là đẹp nhé. Đây, ngoại hình rất đẹp, rất đẹp này. Đấy, rất đẹp. Con này có ngoại hình của nó tương đối là hàng lướt đấy các bạn ạ, rất là đẹp. Nhưng mà Nokia này nó không được chuộng, bây giờ nó không được chuộng nữa. Nên là bây giờ mình sẽ bán thanh lý cho các bạn. Con máy này giá là 700.000 các bạn nhé. Nokia 2.1 700.000. YouTube nói chung là tất cả các thứ đều ok hết. Đấy, mình mua cả một nô thì nó có những chiếc máy nó như thế này, những chiếc máy nó như thế kia. Thì mình căn cứ vào cái giá mà mình nhập, mình sẽ bán cho các bạn. Có thể là có một số những con máy là mình phải làm những cái gọi là sản phẩm hy sinh. Ví dụ như con này. Đấy. Wi-Fi này, YouTube này. Đấy. Đấy, vẫn rất là ok nhé. Wi-Fi có thể ở cửa hàng thì Wi-Fi nó sẽ hơi yếu một chút, bởi vì là rất là nhiều máy nó đang ngấy với nhau, rất là nhiều máy nó đang cùng bắt Wi-Fi. Cho nên là nó hơi đấy. Đấy các bạn nhé, YouTube nói chung là vẫn ok. Đấy, được thôi. Mời các vào các cái này sợ nó lại vào bản quyền. Đấy. Thì online, rất hài ước. Nhưng để giữ ấn tượng khi gặp gỡ, Vi phải cực tự tin với con gái Max Fast mới, sản hóa Ấn Độ. Noa của nó rất là ok nhé. Ôi dồi ôi, này. Đấy, đỏ chét luôn này. Số học. Đấy. 700.000 các bạn nhé. Tặng cáp sạc thôi. Tiếp theo là đến một con Samsung. Con Samsung này là A10. Con Samsung A10. Đây, giá của nó là 1.800.000 này. Đấy, giá tại cửa hàng là 1.800.000. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin công ty, zin chính hãng. Email mủng đầy đủ, nó có hơi xước sát một chút, xước sát một chút. Đấy. Xước sát này là do dùng ốp, không cấn, không móp, không có vết va đập, mật khẩu chữ L. RAM con này chắc là rơi vào tầm 2 hoặc 3GB gì đấy, để mình vào xem RAM của nó nhé. RAM 2 bộ nhớ 32 các bạn nhé. Thông tin máy này, đây Samsung A10 này, hàng công ty các bạn nhé. Đấy. Con này 2 sim 2 sóng. Giá cửa hàng đang bán cho bạn là 1.800.000 thì mình sẽ giảm giá cho bạn, bán cho bạn giá là 1.700.000 các bạn nhé. Giảm giá cho bạn 1.700.000 luôn. Xem có chức năng gì nào. Sinh chắc học thì có nhận diện khuôn mặt rồi. Đấy. Con này thì có nhận diện khuôn mặt này. Có vân tay không nhỉ? Con này không có vân tay các bạn ạ. Con này không có vân tay nhé, chỉ có mở mật khẩu bằng nhận diện khuôn mặt nhé. Nó giống như những chiếc iPhone X đổ lên đấy, nó chỉ dùng nhận diện khuôn mặt thôi. Đấy, đây là con Samsung A10, bên mình bán cho bạn giá là 1.700.000 nhé.
1.700.000 tặng các bạn cáp sạc và tai nghe kính cường lực các bạn nhé. Tiếp theo một con Realme màu đỏ. Màn rất là trắng sáng nhé. Đấy, Realme C3i các bạn nhé. RAM 2 bộ nhớ 32GB nhé. Con này đây giá ở cửa hàng là 2 triệu. 2 triệu thì bán thanh lý cho các bạn giá là 1 triệu 8 luôn các bạn nhé. 1 triệu 8 nhé. Đấy, Realme C3i. Đây, Realme C3i này. RAM 2 bộ nhớ là 32GB này. Đấy. Rất là led, nhưng con này thì xác định là pin rất là trâu bò nhé. Pin rất là trâu bò. Bên mình đang bán cho bạn giá 1 triệu 8 nhé. Tặng cáp sạc. Con này có kính cường lực không? Khả năng là có cường lực chung với cả A20S đấy. Khả năng là bên mình có cường lực các bạn nhé. Tiếp theo V50 Thinh Quy 2. Hôm nay bên mình có 4 cây. 4 cây V50 Thinh Quy. Đấy, dòng V50 Thinh Quy này thì chắc hẳn cũng không còn nạn lẫm gì với các bạn. Đó là các video gần đây bên mình có rất là nhiều. Và thường xuyên hầu như video nào cũng có. Đấy. Thì hàng này thì nó là đang là một cái xu hướng của bây giờ. Bây giờ xu hướng của mọi người dùng smartphone cấu hình cao, giá rẻ, màn hình đẹp, pin khỏe, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, chip thì chip Snapdragon cực kỳ mạnh mẽ, đó là 855. Đó, một sim, một sóng, cho nên là sẽ không bị lag. Và màn hình có thể là dùng để chia đôi màn hình. Nó có rất là nhiều công nghệ trên một con máy đó. Đó. Đấy các bạn, đấy. Từ vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy. Con này thì cực kỳ nét rồi. Đây, màn hình của nó không ám, không ố, không lưu hình. Về ngoại hình của nó đây, có xước một góc này. Đấy. Đấy, có đúng một dấu xước đấy thôi. Đây, đúng một dấu xước này thôi. Đấy. Rất là nhẹ nhá. Cái này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá của nó là 3.400.000 nhé. Đây cái số 1. Cam kết với các bạn nó là hàng zin nguyên bản các bạn nhé. 3.400.000. Và các bạn cũng không nên tự lừa dối mình. Nó là phải yêu cầu những chiếc máy nó phải có áp suất. Rồi phải như thế này, phải như thế kia. Nếu mà một chiếc máy đã là 3-4 năm rồi, kể các bạn không dùng, không cậy mở, nó vẫn mất áp suất như bình thường nhé. Cho nên là các bạn đừng đòi hỏi những chiếc máy mà 3-4 năm mà phải có áp suất. Bởi vì chính vì thế nên các bạn sẽ rất là hay bị lừa và rất hay dễ phải mua phải những chiếc máy hàng nhái. Đấy. Hàng thay lưng thay vỏ. Bên mình đang bán cho bạn giá là 3.400.000, màn trắng sáng không ám không ố nhé. Tiếp theo cây số 2. Đây, một cái máy tương đối đẹp. Đây, xước đúng một vết này. Đấy, đúng một vết xước này. Rất là nhỏ nhé. Đấy, lưng thì tương đối đẹp này. Đấy, thì toàn phép phẩy vẫn có kiểu nấm tấm, kiểu tấm cám nhá. Màn thì đẹp không ám, không ố, không lưu hình gì luôn các bạn nhá. Đấy, màn trắng sáng luôn. Cái này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá cũng là 3 triệu tư nhá. Cái số 2, 3 triệu tư này. Tiếp theo vào cái số 3 này. Cây số 3 đây. Đấy, một chiếc máy tương đối đẹp. Đây, mặt lưng tương đối đẹp. Đây, nó vẫn có hẳn cái vết ốp này. Đấy, này là khả năng phải dùng cái bột sắn hoặc là nước gala lau mới sạch các bạn nhé. Nhưng mà tương đối đẹp này, nó rất mờ thôi. Đây, cạnh sườn đẹp này. À đây, trên đầu này là có hai vết xước nhỏ này. Hai vết xước rất nhỏ. Đấy, hai vết xước rất nhỏ nhé. Về màn hình của nó này, trời, màn không ám, không ố, không lưu hình gì luôn nhá, rất đẹp. Cái này, cái số 3 bên mình cũng sẽ bán cho bạn với giá là 3.400.000 các bạn nhá. Trong ba con máy này tương đối chất đấy các bạn. Cái số 3 giá 3.400.000. Tiếp theo vào cây số 4. Đây là một chiếc máy số 4, ngoại hình lưng của nó thì có xước sát nhá. Viền của nó thì tương đối đẹp. Đấy, viền tương đối đẹp này.
màn hình của nó xước này, này vỡ kính này, vỡ không biết đây vỡ kính hay vỡ xước đây. Đây khả năng là vết vỡ kính nhưng mà rất là mờ, rất là nhỏ các bạn nhé. Bạn nhìn này, nhìn hầu như không rõ đâu. Đấy, đấy, ánh sáng vào các bạn mới nhìn thấy thôi. Đây là vết xước ở trên này, màn hình này. Đấy, đây là một chiếc màn ám nhé, ám và lưu ảnh nhẹ nhé, ám và lưu ảnh nhẹ. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 2.300.000 nhé, bán cho bạn giá là 2.300.000. Đây là cái số 4, 2.300.000 đó, hơn 2.000.000 các bạn đã sử dụng được, đã được sở hữu một chiếc máy cấu hình khủng đến thời điểm bây giờ nhé, cấu hình rất khủng, pin 4.000 chúng các bạn sử dụng khá là thoải mái. Tiếp theo sẽ là một chiếc S9 Plus. Đấy, ngoại hình đẹp luôn. S9 Plus này ngoại hình đẹp. Đây, nó lấm tấm một chút thôi. Đẹp luôn. Ôi, màn đẹp không ngả không ngủ các bạn nhé. Ai ơi, con này cũng bị vỡ rịa kính này, rịa kính này các bạn nhé. Các bạn sờ không thể vân gì nhá. Đây nó bị rịa đấy các bạn này. Đấy, sờ không thể vân luôn. Như kiểu xước luôn. Đấy, rất là đẹp. Con này thì máy một sim một sóng. Con này bản Nhật, S9 Plus bản Nhật, pin 3.500, RAM 6 bộ nhớ là 64GB. Màn hình trắng sáng không ám không ố. Chỉ bị rịa kính thôi. Bên mình bán cho bạn giá là 3.200.000. Bán thanh lý cho bạn 3.200.000. Rất rẻ, ngoại hình đẹp, thanh lý. Cái vết này thì không nên ép kính, không nên làm gì nhá, không, bởi vì nó lại ở cạnh này, sờ không thể gợn gì luôn. Đấy, rất ngon lành, không ảnh hưởng gì cả. Giá chỉ có 3.200.000. Đấy, rất rẻ. Cái số 1, ba triệu hai trăm. Cái số 2, đấy, một chiếc S9 Plus số 2 này, màu đen, ngoại hình là xước sát này, đấy, xước sát này, đấy, xước sát một chút, lưng tương đối đen, mặt cũng tương đối đen. Ôi, con này không ám không ố gì luôn các bạn này, không ám không ố không lưu hình gì luôn. Bán cho các bạn giá là 3.700.000 nhé. Đấy, giá 3.700.000 thôi. Tầm hơn 3 triệu các bạn đã được sở hữu S9 Plus. Trong khi đó lúc mới ra của nó toàn là 22 với 23 triệu. Đấy, bây giờ giá của nó giảm gấp 7 lần rồi các bạn nhé. Có 6 đến 7 lần rồi, cái số 2. 3.700.000 nhé. Tiếp theo S10 Plus bản Mỹ, S10 Plus bản Mỹ, hàng Zinken. Khó tính thì là hàng 99% nhé, dễ tính nó sẽ là hàng Zinken. Đấy, rất đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Màu này là màu trắng sứ nhé, bản Mỹ. Màn hình hoàn toàn đẹp, không xước sát. Đấy, nhìn chữ Samsung Galaxy S10 Plus là biết là không ám, không ngổ, không lưu hình gì rồi. Cũng không đốm. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB. Viên pin của nó là 4000mAh. Cho bạn thoải mái sử dụng. Và con máy này nó thực sự là rất là bắt mắt. Thực sự rất bắt mắt đấy các bạn nhé. Đấy. Rất đẹp luôn. Màn này, màn không thể nào mà chê được các bạn nhé. Màn không chê được. Các bạn nhìn thấy các cái vân vân này là do ấy nhé. Do quay ở video nó thế thôi. Còn ở ngoài mình bao nó đẹp lung linh cho các bạn nhé. Đấy, cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 6.200.000 nhé, 6.200.000 thôi. S10 Plus bản Mỹ, chạy chip Snap 855 các bạn nhé, pin bền máy mát. Tiếp theo một chiếc S10 nhỏ. Đấy, một chiếc S10 nhỏ này, S10 nhỏ này bản Nhật, một sim một sóng, nó cũng giống như bản Mỹ là một sim một sóng, nó chạy chip Snapdragon
đấy, màn không ảo không ngố, RAM thì là 8GB, bộ nhớ là 128GB, rất đẹp nhá. Hàng này có thể nói là một chiếc mẫu đẹp lung linh luôn, hàng đẹp 98-99% nhá. Cây màu trắng sứ này bên mình cũng bán cho bạn với giá của nó là 5.200.000 các bạn nhá, bán cho bạn giá 5.200.000. Máy màu trắng sứ Samsung Galaxy S10, cầm rất là vừa tay này, còn chưa kích hoạt vào bên trong luôn này các bạn này. Đấy, rất là ok nhá. Đó, vậy là hôm nay bên mình đã review xong chiếc máy đang có tại kênh, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.